Mình làm bữa tiệc trai đi. Ừ, ăn chay. Anh ăn chay chắc trời sập. Làm Nhưng bữa mà tiệc cháu trai em đi. ăn làm ngon để anh ăn à, anh ăn anh ghiền. Ăn rau nhà rồi cháo nhà làm luôn. Ha. Rồi người nhà nấu luôn cho Ok. nó ngày năm mình dạng đi bữa đi ngủ 10 giờ. Cái giấm muối liều lượng sao nói anh làm cho. Anh thấy cần gà, cần nghiến á, cần 700 g, 7 g muối. Rồi 30 g giấm. Với pha với nửa lít nước anh. Nước cho bình thủy á, anh pha nửa lít. Đặng mình chế vào đây cho nó có tủa nè. 7 gram muối phải không? Dạ. Cái gì nữa? 30 g giấm. Ủa sao tắt lửa anh chị ạ? Để riêu anh lúc nó sôi lên là đậu, sữa nó chín rồi, bây giờ hạ lửa. Đặng mình chế cái nửa lít pha giấm với muối theo vô. Mà cũng phải chế nhẹ nhẹ từ từ nữa. Để chế nhiều lần chứ còn anh chế đổ vô cái ào cái nó cũng không ngon, tàu hũ nó không mịn. Cái tủa rồi. Nhưng mà gì chưa được đâu, chừng nào mà vét ra mà thấy nước nó trong là giờ em chế thêm miếng nữa, chế đợi ngoài làm tàu hũ chút nha. Ngoài làm tàu hũ chứ ăn à, ơi anh lệnh coi nè anh, đó giờ nó có tủa nè, anh thấy không, cái nước trong bên nè đó, anh hiểu chưa? Đó cái này cái mình đem đổ ra là mình dằn lên thành tàu hũ thôi, thấy không? Phải đổ nhiều lần thì nó có Rồi nếu tủa. nếu làm cái tàu hũ đường ăn sao thì làm sao nữa? Cái đó là làm khác nữa, nói rồi quên, anh quên. Thì anh thấy em làm anh thấy học đó ngon chưa? À, mỗi lần em làm có cái khuôn đổ vô thì khỏe rồi. Bây giờ em lấy cái rổ, rổ mà cái đáy nó bằng nè, em rót mấy giải mùn vô đây, giải thì dày quá không biết thì sao. Làm giả chiến cái gì không? Ừ, chúng dễ sợ kìa. Vậy là chúng lắm, anh coi nửa cái đậu nó nhiều tàu hũ rồi. Mình phải có cái Gói rồi khuôn, có cái khuôn như bên nhà bạn nha. Cái này không có nơi thì giả chiến. Làm giả chiến. Đã gói ở đây giờ anh kiếm cái gì vừa vừa ở này đang em dằn lên trên đó anh cho nó dẻ là mình làm chao nó mới ngon. Anh bỏ lên đây chừng 1 ký nước thôi, là 1 lít nước á, ngàn lít mấy nè, anh dằn lên trên đây rồi đúng 15 phút anh canh, anh nhắc em nha. Này, em đợi gỡ ra chứ còn để lâu quá. 15 phút là nó đóng khối luôn hả? Còn ai mà muốn vẽ nữa thì dặn nước đầy một chút rồi để đồ lên mình nhiêu là được rồi. Em ơi coi coi đặt chưa? Trời, mà thôi em quên là được rồi anh. Em dở rồi ha. À, thì ra là vậy. Bảo đảm ngon hơn cha mình mua không? Không ngon thì đi mua cho nó lẹ, ăn thì mình làm mình ủ men lên men tự nhiên nữa, nó ngon nó thơm mà nó béo dữ trời. Để nữa ha, xong rồi ha. Rồi. Là anh mua một keo trao. À. Rồi anh mới xớt ra một cái chén riêng. Rồi anh lấy trao của em, anh xớt ra một cái chén riêng, anh cho mấy người mọi người ăn thử coi trao nào ngon hơn trao nào. Nghĩa là mình giấu không, mình không cho biết cái trao nào mà tự làm, trao nào mua Mà hết anh đó. làm vậy anh không thấy À. em bị Làm vậy mới tin. hụt hẫng chứ trời, anh vừa phải thôi chứ.
thấm nước vô đây. Đó giờ ăn chao ghiền luôn chứ chưa có biết cách làm chao. Chao vợ ăn là phải béo, phải bùi, bỏ vô miệng cái là nó phao mới là chao. Không có vụ lên móc, lên meo, men đâu. Em đem muối hột. Vậy thôi, hồi nữa ta lấy tàu hủ, ta chấm muối ớt, ta ăn luôn cho rồi. Thì nó đâu có béo, nó đâu có thơm, đâu có bùi. 3 muỗng cà phê muối nè. 3 muỗng cà phê muối hột á. Em đâm với ớt á. Vậy em để vô thêm 2 muỗng ớt Hàn Quốc nữa. Cho cái màu nó đẹp. Ớt này nó không có cay. Thấy là hấp dẫn anh thấy chưa? Mình làm giả chiến nó không có khuôn có gì hết trơn. Để có khuôn ở bên nhà, bởi vì em có khuôn tàu hũ á, làm đẹp lắm. Phải có cái khuôn á, mình làm nó đều mới đẹp hơn cái này. Làm tàu hũ bến hông đó, bây giờ cho nó rút nước nè, anh thấy không, nước nó thấm 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 ra đây rồi. Ủa 2-3 ngày à, lên beo rồi mới nấu nước muối. Trời ơi, làm từ, làm từng miếng từng miếng để biết nào đủ ăn. Trời đâu có, anh ăn bao lắm rồi nè, thấy hấp dẫn chưa. Cũng phải để cái này cách cái kia một chút gì cho nó thở lên men nó sẽ nóng lắm. Phức tạp quá. Ý có ý một chút là nó dễ à, không có phức tạp đâu anh. Đó đó, nó hở gì đi. Bây giờ em lấy giấy em đậy lên trên. Cũng phải để cái này cách cái kia một chút gì cho nó thở lên men nó sẽ nóng lắm. Phức tạp quá. Ý có ý một chút là nó dễ à, không có phức tạp đâu anh. Đó đó, nó hở gì đi. Bây giờ em lấy giấy em đậy lên trên. Hồi đó mẹ em làm á, đậy lá chuối. Lá chuối thành ra nó cũng nhầm khi nó cũng bị nhiễm khuẩn. Bây giờ mình đậy giấy này nè. Rồi em đẩy mát này, em đem đi ủ. Để chắc em để gần kẹp tủ lạnh nữa, cho nó ấm ấm. Nước cơm mình sáng em chắc ăn nè, mà bây giờ nó nguội thì em lường em nấu đã. 400ml. Em bỏ vào đem nấu. Nấu nó tan ra cái... Em bỏ vô thêm 100g rượu, 100ml rượu. Nước chao. Em không có muốn nấu rượu chung vô đây, sợ nó bốc hơi hết. Mình ra nấu cho muối người ta ăn hết. Rồi chao em dưới này ăn rồi. Chắc anh ăn cho trường luôn á. Thơm quá anh ơi. Vậy mùi lên vậy đó là ok đó. Em thử hai cái này trong nồi sứ, còn cái này em bỏ vô trong cái bao xốp ve mới nè. Em ủ gì nè, đó dở ra mà nó thơm lừng gì là được á. Ừ, nghe mùi thơm này. Thơm không? Thơm. Ừ, ngon lành. Dớt ở đây. Để ở đây cho nó gáo rượu thôi. Bây giờ là đã dậy mùi thơm vậy rồi. Em không có làm mặn như người ta anh ơi, cho mau ăn. Người ta làm ta một nửa ký đậu hũ rồi người ta làm cỡ 500g muối. Ủa 50g muối em làm 40g à.
kính chao. Vì chừng nào anh thấy chao nổi lên là thấy là lúc đó ngon rồi đó ha. Cơm mà tốn 10.000 đồng, 10.000 là mua đậu nành. Giờ mình làm tàu hũ, rồi tàu hũ mình làm ra chao. Cái này người ta kêu bằng nhà trái chiến. Chứ chừng 10 ngày nữa ăn gì cho hết. Anh coi nè, hai dây nè, nằm kế nhà rồi nè. Ôi, bên xanh, bên tím nè, thấy thương không? Nè. Mình làm bữa tiệc chay đi. Ừ, ăn chay. Anh ăn chay chắc trời sập. Làm bữa tiệc chay đi. Làm ngon để anh ăn à, anh ăn anh ghiền. Ăn rau nhà rồi chao nhà làm luôn. Rồi người nhà nấu luôn. Ok. Em luộc đi ngồi chơi. Đúng là ăn trừ cơm á. Không anh thấy biết. Cái ngồi luộc với nấu canh ăn là ngon hơn bầu mướp dưa leo rồi. Cho anh ăn chay bữa nhớ đời nha. Rau ở đây đó. Mấy cái rau nhiệt đới nó mất. Bất này mấy ông thầy tu thấy là thèm chết luôn. Ôi trời anh gì đó. Nó cười quá à. Ăn chay mà cái tâm không có lành, không có thiện gì hết. Ăn ớt à. Ăn chua thì phải bỏ miếng ớt mà. Nó chua chua cay cay vô nó mới thơm nè. Trời tao canh chua này nó ngon cho anh coi. Canh chua chay đơn giản vậy thôi. Nặng miếng chanh vô. Vậy là 10 2 tuần mà mới ăn nè, mà tại em làm lạc. Thành ra 8 ngày là nó nổi lên hết trơn. Dở ra mà ăn tàu hủ nó thúi quắc, cười đã luôn á. Anh nói chuyện gì đâu. Dán cái nhãn chao vào chùm luôn. Em cũng có ý định là già là làm chao bán đó anh. Chao với tương. Tại em mê cái gì mà làm bằng đậu nành anh coi nè. Ba cục thôi ha. Hà tiện đi, chao này ngon lắm. Cục nó đi, lại ăn hết dưới rau. Thôi em ba cục kia hết, bất tử thì em lấy thêm. Anh biết sao mà nó ngon, mà ngon gì không? Em làm nước cơm á. Chắc nước cơm như làm đậu hũ vậy đó. Rồi anh ăn. Nhìn là biết ngon hay không. Thử ha, thử chao nha. Béo lắm. Ừ, đã vậy. Hào hả? Ừ. Không nhờ, giỏi ta. Ê, mình mua vịt về mình nấu chao này đi. Trời ơi, ăn chay mà nghĩ cho chuyện mặn.
Không. Ăn chay ngủ mặn là đã là sai luật rồi mà còn Nhưng mà phạm giới rồi, còn giờ còn cái ăn chay tại mình muốn ăn cho vui thôi chứ đâu phải là mà hồi đó giờ anh không bao giờ anh tu đâu. trời ơi, Ừ, tính đảo ăn à. cao ngon để dụ anh bớt cứ ăn thịt thà cá mắm hay có chao ngon cái nghĩ cái nó Trời ơi, nó chao bỏ vô nó thao cái miệng. à. Ừ. Nhìn cái màu chao là mình biết thôi hay không rồi, nó mà mới có 7 ngày đó anh, 14 ngày nó còn ăn còn ngon nữa à, béo hả à. Khỏi cần nặng chanh thêm mà khỏi cần bỏ đường bỏ ớt gì hết, nó đủ luôn Rồi cái này quyết định mình nấu chao này à. nó dịch